Trong bối cảnh số ca mắc virus adeno tiếp tục tăng cao ở trẻ và ghi nhận 6 trường hợp tử vong chỉ trong một thời gian ngắn, Sở Y tế Bắc Giang đã triển khai các biện pháp tăng cường giám sát và tuyên truyền phòng bệnh cho người dân. Mặc dù chưa ghi nhận số ca nhiễm virus adeno nào ở Bắc Giang, tuy nhiên chủ động phòng tránh, kiểm soát sự lây lan của bệnh cho toàn dân là vô cùng quan trọng. Bệnh do virus adeno là một bệnh virus cấp tính với hội chứng lâm sàng đa dạng, thông thường bị nhiễm virus cấp ở đường hô hấp. Bệnh thuộc nhóm B trong luật phòng, chống bệnh, truyền nhiễm, xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh nhất vào thời điểm ra mùa xuân hè hoặc thu đông. Trước đó, theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, tổng số ca nhiễm virus Adeno được ghi nhận tại bệnh viện 412 ca, nhiều hơn tổng số ca bệnh cả năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ, trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm virus này. Tính từ ngày 5 đến 11 tháng 9 năm 2022, bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với virus Adeno, tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus adeno do sức đề kháng kém như trẻ em phụ nữ có thai người lớn tuổi người bị bệnh mạng tính ngành y tế tỉnh bắc giang tăng cường các biện pháp phòng bệnh do virus adeno theo đó sở y tế tăng cường tính giám sát theo dõi số ca mắc virus adeno trên địa bàn hướng dẫn triển khai áp dụng các biện pháp dự phòng nhiễm virus adeno đồng thời kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của virus adeno phát hiện sớm ca bệnh đảm bảo người bệnh được khám chẩn đoán điều trị kịp thời tại các tuyến hạn chế tối đa các biến chứng nặng và tử vong do nhiễm virus adeno sở y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo đầy đủ thuốc trang thiết bị vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh để người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất sớm nhất ngay tại cơ sở cùng đó ngành y tế bắc giang phối hợp các sở ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh do virus adeno trong trường học và cộng đồng về khả năng lây lan những biến chứng nguy hiểm không được phát hiện và điều trị kịp thời các di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của người nhiễm virus adeno yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm mắc bệnh